Xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho mọi người một cái tin tức cực kỳ hot và ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường chứng khoán. Đó là lợi suất trái phiếu chính phủ bond yield đang tăng rất mạnh ở Mỹ. Và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường chứng khoán quốc tế cũng như Việt Nam. Ok, để đầu tiên thì chúng ta phải hiểu rõ trái phiếu và cái lợi suất trái phiếu là gì. Để cho mọi người hiểu rõ về bond yield thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về việc bốc bắt họ. Thì có thể mọi người đã nghe rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng về việc vỡ hụi, vỡ họ. Thì bản chất của việc bốc bắt họ đó là một nhóm huy động vốn với nhau để mà cho vay với lãi suất cao. Và người đi vay khi mà muốn bốc một cái bát, mình ví dụ là 20 triệu thì họ chỉ được nhận được 16 triệu thôi. Và sau một năm thì họ phải trả 20 triệu. Tức là họ vay 16 triệu với lãi suất 25% một năm. Tức là sau một năm phải trả 4 triệu tương ứng với 25%. Ok, vậy thì trái phiếu chính phủ là gì? Thì mình cứ lấy cái trái phiếu chính phủ mà dễ hiểu nhất, đó là trái phiếu không trả lãi định kỳ. Bình thường chúng ta vay ngân hàng, chúng ta phải trả lãi định kỳ đó là 3 tháng một lần, 6 tháng một lần. Nhưng ở đây thì không, chúng ta chỉ mua trái phiếu và cầm đến khi đáo hạn thì chúng ta được thanh toán cái khoản, đó chính là chẳng hạn như 20 triệu ở bên trên. Mình ví dụ thì ở đây chính phủ sẽ là người đi vay và người mua trái phiếu, tức là bỏ tiền ra mua, là người cho vay. Tức là chúng ta coi như là người huy động hụi để mà cho chính phủ, nôm na là chính phủ sẽ bốc bắt họ đấy. Một cái ví dụ vui thôi. Thực tế thì sẽ là chính phủ đi vay. Thì mọi người hiểu rõ, mình mua trái phiếu, tức là mình đang cho vay với lãi suất. Mình ở đây, một số cái tham số mình sẽ chỉ cho mọi người ở đây. Thứ nhất, mình mua trái phiếu thì mình sẽ cho vay với lợi suất trái phiếu, ký hiệu là R, tức là lãi kép nhận được khi mua trái phiếu và cầm đến cuối. Tức là đến cuối cùng chúng ta nhận lại tiền mà chính phủ trả chúng ta. Như ở đây, ví dụ ở trên, đó chính là cái lãi suất 25% một năm. Mà nếu mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ là 25% thì chúng ta sẽ được 25% một năm. Mệnh giá thì chính là cái số tiền cuối kỳ mà chủ nợ nhận được. Đó chính là chúng ta khi mà chúng ta đi mua trái phiếu. Và cuối kỳ chính phủ sẽ phải trả cho chúng ta cái số tiền như ở trên ví dụ, đó chính là 20 triệu. Tức là tổng giá trị của cái bát. Và cái giá thị trường, tức là cái giá trái phiếu mà đang được giao dịch, được định giá, chẳng hạn như ở trên, cái ví dụ trên, đó chính là 16 triệu. Tức là khi mà chính phủ muốn vay 16 triệu và cuối kỳ trả 20 triệu thì cái giá thị trường là 16 triệu. Và cái thời hạn T là thời hạn của khoản vay. Tức là từ khi chúng ta mua đến khi chúng ta nhận lại cái khoản gốc, tức là phải hoàn trả lại cái bát ấy. Thì chính phủ phải hoàn trả lại cái bát cho chúng ta ấy. Thì chính là cái thời gian T. Như ở trên ví dụ trên chính là kỳ hạn một năm. Tức là một năm sau thì chúng ta phải, thì người đi bốc bắt họ phải trả cho người chủ nợ 20 triệu đấy. Ok, thì chúng ta sẽ ra được một cái công thức. Đấy chính là mệnh giá thì sẽ bằng giá trị thị trường đang giao dịch nhân với 1 cộng R, tức là cái lợi suất trái phiếu mũ T. Thì các bạn áp vào công thức bên trên. Chẳng hạn 16 triệu chính là P nhân với 1 cộng lãi suất, tức là 1,25 mũ 1 thì ra 20. Đó là một cái ví dụ rất đơn giản. Và cái ví dụ về trái phiếu chính phủ thì thường được lấy mệnh giá là 100 và 1.000. Thì mình chẳng hạn mình để 100 triệu chẳng hạn, thì lợi suất trái phiếu ở mức 10%, tức là chính phủ vay chúng ta với mệnh giá 100 với cái mức lợi suất là 10%, là 10% một năm, thì cái giá thị trường tại thời điểm phát hành là 90,9. Cụ thể thì khi mà chúng ta mua cái trái phiếu đó thì chúng ta chỉ phải trả 90,9 thôi. Và đến một năm sau khi mà đáo hạn thì chính phủ trả chúng ta 100. Tức là gốc 90,9 và lãi 9,1, 10%. Và ở đây thì mọi người phải hiểu rõ, đó là lợi suất trái phiếu giảm thì tương ứng là giá trái phiếu tăng và ngược lại, đúng không ạ? Tại vì lãi suất là 1% thì chúng ta phải mua với giá 99,1 để cuối năm nhận được 100. Tức là giá rất cao. Còn khi mà lợi suất tăng, tức là lợi suất lên chẳng hạn 100% đi, thì khi mà chúng ta mua một cái trái phiếu mệnh giá 100, chúng ta chỉ phải bỏ ra 50 thôi. Cuối kỳ chúng ta nhận được 50 tiền lãi, tổng là 100 thu về, đúng không ạ? Đó là ví dụ về lợi suất trái phiếu. Vậy thì tiếp theo, cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó như thế nào? Vậy thì cái trái phiếu chính phủ Mỹ là gì? Thì trái phiếu chính phủ Mỹ tức là chính phủ Mỹ đi vay tiền, phát hành trái phiếu để vay tiền, đúng không ạ? Thì hiện tại cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng rất mạnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá trái phiếu đang giảm xuống. Tức là nhiều người đang bán ra trái phiếu, hoặc là đang có lượng cung trái phiếu lớn hơn, là chính phủ phát hành nhiều hơn trái phiếu ra ngoài thị trường. Thì đó sẽ là nhân tố lớn nhất đẩy giá trái phiếu đi xuống, tức là lợi suất đi lên, đúng không ạ? Chúng ta mua được giá thấp hơn thì chúng ta có lãi suất cao hơn mà, đúng không? Ok. Vậy thì cái nguyên nhân sâu xa mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh là gì? Có phải nỗi lo lạm phát như ở trên báo đài đang nói không? Thì ok, đó là một phần yếu tố tác động tâm lý đến cái thị trường trái phiếu. Nhưng yếu tố quan trọng nhất đó là chính phủ Mỹ có thể sẽ phát hành thêm gói cứu trợ 1.900 tỷ USD. Thì khi mà phát hành thì chính phủ phải làm gì? Phải huy động tiền. Thì thị trường lo ngại chính phủ sẽ phát hành một lượng lớn trái phiếu ra ngoài thị trường, nhưng mà lượng cầu thì hấp thụ kém hơn. Do đó mà nhiều người đã sọt, tức là sọt cái trái phiếu ra, khiến giá trái phiếu giảm xuống và lợi suất tăng lên. Ok. Và một nguyên nhân quan trọng khác đó là cái gói hỗ trợ việc mua trái phiếu của ngân hàng thương mại. Những người mua chính trái phiếu đó là ngân hàng thương mại, bảo hiểm, quỹ hưu trí, những tổ chức mà chỉ cần một cái lãi suất thấp nhưng mà chắc chắn, tức là không có một cái rủi ro gì cả. Tại vì vốn họ rất lớn và họ không thể nào mà đem đi đầu tư chứng khoán được, đúng không ạ? Vốn cực kỳ to cả một nền kinh tế. Do đó mà khi mà gói hỗ trợ, cái hỗ trợ ở đây là gì? Tức là chính phủ Mỹ trước đây khi mà ngân hàng thương mại mua trái phiếu chính phủ Mỹ thì chính phủ bắt ngân hàng phải trích lập một khoản ra để mà trích lập cho cái trái phiếu đấy. Nhưng mà khi mà dịch bệnh diễn ra, chính phủ loại trái phiếu ra khỏi, không cần phải trích lập nữa. Tức là ngân hàng có nhiều nguồn lực hơn để cho vay và nhiều tiền ở trong tay hơn, mà lại không mất gì, đúng không ạ? Tại vì trước đây phải trích lập mà bây giờ không phải trích lập. Cái khoản đấy trước đây đáng nhất bị khóa, thì bây giờ lại được giải phóng ra, thì ngân hàng tận dụng nhảy vào mua trái phiếu, đẩy tiếp mua trái phiếu. Tại vì cho vay thì gần như là khó. Cái gói đấy chủ yếu là giúp cái lãi suất đầu ra nó giảm xuống thôi, còn cho vay thực sự khó. Và họ tiếp tục đập tiền vào mua trái phiếu tiếp với cái chi phí bằng không. Tại vì trước đây họ bị khóa mà, thì khiến cho cái lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cực kỳ mạnh trong năm ngoái. Và hiện tại khi mà cái gói hỗ trợ này đã gần đến hạn mà không biết là chính phủ có gia hạn cho hay không, thì nhiều ngân hàng thương mại đã bán trên thị trường, bán trái phiếu trên future, tức là trên thị trường tương lai, khiến cho cái giá bond giảm xuống và lợi suất tăng lên. Đó là nguyên nhân sâu xa. Ok, chúng ta sẽ đến với vấn đề tiếp theo. Đó là ảnh hưởng như thế nào tới thị trường chứng khoán. Thì mọi người để xem một cái chart ở đây để mà biết cái ảnh hưởng lớn nhất. Đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đã chạm đến cái lợi suất cổ tức của S&P 500. Và khi mà các quỹ hưu trí lớn, các quỹ bảo hiểm mà đầu tư vào quỹ chỉ số ấy, mà hai cái này chạm vào nhau thì họ sẽ có xu hướng gì? Họ sẽ có xu hướng chuyển sang mua trái phiếu, tại vì nó là phi rủi ro, đúng không ạ? Thì đầu tiên đó là quỹ cơ cấu danh mục sang để mua bond, bán cổ phiếu đi để sang mua trái phiếu. Cái tiếp theo đó là rất nhiều quỹ vay đòn bẩy để mà chơi chứng khoán với cái lãi suất liên quan mật thiết đến trái phiếu chính phủ Mỹ. Do đó khi họ vay nhiều mà cái lợi suất tăng như vậy thì họ dùng nhiều đòn bẩy sẽ phải hạ xuống và bán bớt đi. Và điều này cũng khiến cho nhà đầu tư sợ và bán theo, và khiến cho thị trường rung lắc cực kỳ mạnh. Và nhiều cổ phiếu công nghệ mà tăng nóng bị bán rất mạnh, đúng không ạ? Ok, đó là ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Vậy thì chúng ta sẽ xem tiếp đó là nó có ảnh hưởng đến dài hạn hay không. Thì theo mình, cái dài hạn nó vẫn sẽ phụ thuộc chính vào thứ nhất, đó là lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi mà lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên thì mặc kể cả lãi suất có tăng lên thì rất nhiều nhà đầu tư vẫn sẽ mua cổ phiếu của doanh nghiệp để đẩy doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Và trong năm nay khi mà dịch bệnh giảm sút và có kỳ vọng mở cửa kinh tế thì cái lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng trưởng cực kỳ mạnh. Và đó là lý do mà mặc dù chứng khoán biến động rất mạnh bởi vì bán gần đây, nhưng mà nhiều cổ phiếu liên quan đến việc mở cửa nền kinh tế như kiểu nhà hàng, khách sạn, máy bay thì vẫn tăng cực kỳ tốt, đúng không ạ? đó. Vì vậy mà trung hạn thì sẽ không phụ thuộc nhiều vào cái lợi suất trái phiếu chính phủ đó, mà chủ yếu sẽ dựa vào cái nội lực của nền kinh tế. Và một điều quan trọng khác đó là chính phủ có bơm tiền tiếp hay không. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ xét qua về cái thị trường Việt Nam. Thì bond yield, tức là lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam, liệu có tăng hay không? Thì hiện tại thì đã có dấu hiệu là lợi suất trái phiếu chính phủ của Việt Nam đang tạo đáy rồi. Và có tăng hay không thì mình nghĩ sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào nhu cầu vốn của chính phủ. Nếu mà chính phủ phát hành nhiều trái phiếu hơn thì có thể đẩy cái lãi suất tăng lên. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa thấy cái nhu cầu nó tăng quá đột biến. Mà cái nhu cầu mua trái phiếu của các quỹ bảo hiểm và ngân hàng thương mại thì vẫn rất cao. Thì vì họ không thể nào mà đi đầu tư chứng khoán như chúng ta được, đúng không? Vốn cực kỳ lớn. Và cái tiếp theo đó là lạm phát có thể tăng trong 2 tháng tới. Tăng cao thì có thể gây ra lo ngại lãi suất tăng và khiến cho một số nhà đầu tư nước ngoài hoặc là các quỹ có thể chủ động bán trái phiếu, khiến cho bond yield của Việt Nam tăng. Thì hiện tại bond yield của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp. Một số người nhầm lẫn là trái phiếu chính phủ Việt Nam ở mức thấp là không hấp dẫn, không đúng đâu ạ. Đó là cực kỳ hấp dẫn và rất nhiều người mua và ít người bán thì mới tạo ra cái việc bond yield nó thấp như này. Ok, như mình đã giải thích bên trên. Vậy thì kết luận điều gì sẽ ảnh hưởng chính trong thời gian tới đối với thị trường chứng khoán? Thứ nhất đó là cái chính sách của chính phủ về mặt bơm tiền. Khi mà chính phủ rút tiền về thì nó sẽ ảnh hưởng lớn hơn là cái bond yield. Hiện tại chính phủ Mỹ vẫn bơm tiền cho nên thị trường vẫn đang giữ được một cái mức nhất định. Nhưng chẳng hạn như là ở Trung Quốc, khi mà chính phủ rút tiền về, đúng không ạ? Nhưng mọi người có thấy gần đây bán cực kỳ mạnh. Mặc dù chính phủ chỉ rút có vài trăm tỷ trên tổng vài nghìn tỷ bơm ra, nhưng mà nhà đầu tư nhìn cực kỳ sợ và chính phủ còn cảnh báo về mặt bong bóng khiến cho thị trường rơi cực kỳ mạnh. Sang hai mọi người phải check thời gian gần đây. Và điều gì ảnh hưởng lớn đến trung hạn đó là kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp và cái lãi suất và lạm phát trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến thị trường chứng khoán. Để lấy ví dụ cho mọi người về mặt cái lợi suất trái phiếu và lãi suất chưa chắc đã ảnh hưởng nhiều đến thị trường, đó là giai đoạn 2017. Mọi người thấy cái mũi tên mình chỉ ở đây. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, lãi suất ở Mỹ, lãi suất Fed tăng bậc thang liên tục trong 2017 và đầu 2018, cả năm 2018 thì Dow Jones vẫn tiếp tục vươn đỉnh, vẫn lập đỉnh liên tục. Vì lợi nhuận doanh nghiệp tăng cực kỳ mạnh. Đó mới là cái vấn đề chính trong mặt trung và dài hạn. Còn ngắn hạn, yếu tố kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư thì chúng ta vẫn cần quan tâm đến yếu tố này trong thời gian tới. Nhưng chúng ta không nên sợ quá để mà bán đi những doanh nghiệp cực kỳ chất lượng. Còn về mặt lạm phát, mình sẽ có một cái video để mà phân tích kỹ nhất cho mọi người trong thời gian tới. Trên video đây là toàn bộ những cái kiến thức về lợi suất trái phiếu mà mình chia sẻ cho mọi người. Hy vọng đã giúp được nhà đầu tư giải đáp thắc mắc cho mình trong thời gian qua. Xin kính chúc nhà đầu tư ngày càng thành công hiệu quả. Xin cảm ơn.